sau trận thi đấu này sẽ là trận tranh huy chương đồng đầu tiên trong buổi chiều ngày hôm nay giữa hai vận động viên Lưu Đức Mạnh đến từ Lai Châu và Phạm Xuân Thành đến từ Tuyên Quang. Chuẩn bị. Yeah.
công bố kết quả trận đấu vừa qua như sau. Vận động viên